bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 21 tháng 10, thứ bảy tuần 28 thường niên. Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Chúa. Nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần thì sẽ không được tha. Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Nên sợ điều đáng sợ. Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào. Ông Tư kể, trước năm 1975, nhà người công giáo nào ở giáo xứ tôi cũng có cây thánh giá trước cổng, và dưới thánh giá là một bảng gỗ viết hàng chữ: chúng tôi tin vào Chúa Kitô, hoặc gia đình tôi tôn thờ Thiên Chúa, hoặc một câu khác với ý tuyên xưng đức tin cách mạnh mẽ, công khai. Khi giáo xứ thuộc vùng mất an ninh, ngày quốc gia, đêm cộng sản, thì cũng có nhà gỡ thánh giá xuống và cất cái bảng tuyên xưng kia đi, vì sợ ban đêm Việt Cộng đến nhà thì không yên với họ. Vâng, người công giáo Việt Nam đã chịu bao thử thách gian nan, khốn khó, bao cấm cách bức bách, đàn áp, tiêu diệt thời các vua Minh Mạng, Triệu Thị, Tự Đức, mà cha ông chúng ta vẫn kiên trì giữ vững đức tin vào Chúa Kitô. Vì thế đã có hơn 130.000 người tử đạo, trong đó có 117 vị đã hiển thánh. Đó là đức tin và cách sống đức tin của tổ tiên, của ông bà. Nghĩ lại, bây giờ thấy mà hổ thẹn với cha ông tổ tiên. Hổ thẹn vì mình là con cháu của các thánh tử đạo mà lười biếng kinh lễ, chẳng nhớ tới Chúa, chẳng giữ lễ luật Chúa, thì nói chi đến việc làm chứng cho Chúa. Ông bà tổ tiên mình đã anh dũng bao nhiêu, thì bây giờ con cháu nhát đảm bấy nhiêu. Ước gì các gia đình nhớ lời Chúa hôm nay: ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Và từ đó hiểu ra, khi chúng ta bỏ Chúa là chúng ta mất tất cả, và được Chúa là được tất cả. Đừng cứ sợ những điều không đáng sợ, như sợ đói, sợ xấu, sợ đau khổ, sợ chết. Nhưng nên sợ điều đáng sợ là phải chết đời đời, là không được sống lại trong nước Chúa. Tin tưởng Chúa Thánh Thần dạy ta nói, dạy ta làm, thì không còn sợ gì cả. Lạy Chúa, xin cho các gia đình vững lòng tin cậy mến Chúa, vì tin Chúa Thánh Thần luôn chỉ dạy, phù trợ, đỡ nâng. Amen. Lần chuỗi mân côi là cùng mẹ đi lại con đường của Chúa Giêsu, cùng mẹ suy ngẫm tình yêu thương của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, cùng mẹ sống cách sống hiền lành, khiêm nhường để hy sinh dâng hiến vì yêu thương như Chúa Giêsu, và còn là cùng mẹ ca tụng, cảm tạ tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi người, mỗi nhà. Lần chuỗi mân côi còn là phương thế cho mỗi người
mỗi nhà chiến thắng được những cám dỗ bất chính để giữ lòng tín chung, yêu mến Chúa trên hết mọi sự và giữ lòng chung thủy yêu nhau, yêu mọi người. Lần chuỗi mân côi là cách tỏ bày lòng kính mến Thiên Chúa, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và còn là cách tuyệt hảo tỏ bày tình yêu thương hiệp nhất với nhau trong gia đình và với hết mọi người. Ước gì mọi người, mọi nhà cùng sốt sắng lần chuỗi mân côi, lần chuỗi chung, lần chuỗi riêng suốt cuộc đời mình, đặc biệt trong tháng mân côi này. Chuỗi mân côi thành kính dâng mẹ, nguyện xin ơn mẹ dù thương nâng đỡ, để con vững tâm thực hành thánh ý, luôn biết khiêm cung như mẹ, xin vâng suốt cả đời con. Chuỗi ân tình mẹ đưa nhân loại về trời quang vinh, mẹ liên kết ai chọn niềm tin kính trong Chúa Giêsu con mẹ, muôn nơi thắm tình đệ bên